Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sengita. Rồi, hôm nay ở đây có cái gói Triple Offer nè các bạn. Ở đây có off của Peculiar Dragon. Con này mình có rồi, con này mình đặt tên nó là san hô. Vì cái sừng của nó là khá là giống san hô. Ở phía sau mình có off của con Mắt Sion Tick. Con này là con tiến sĩ. Con này mình cũng có rồi. Con Ibis này mình có rồi. Rồi tiếp theo là con óc của con bệnh gì đây, Symbiotic. Con này mình cũng có luôn rồi. Con này là con lòng nhóc ké hay sao mà hình như mình có rồi, để mình coi lại thử. Symbiotic đúng không? Đây, Dragon biến attack report đi. Sim. Đây này các bạn, mình có rồi, đúng rồi. Con này là con có cái bể bể nhốt ghé trên lưng này. Đấy. Mình đặt tên nó là bể ké luôn. Rồi, xin mời tiếp. Dạ, tính tính ra là ba con đang bán giảm giá thì mình có hết rồi. Về những con đang bán trong shop thì mình để coi lại coi. Mình chưa có ba con là con Kobe, con Rockefeller, con Venus và con Phantom. Thế các bạn mình có nên mua con Phantom không? Có nên mua không ta? Phantom. Con này cũng có nên mua không ta? Thôi để nhanh game con Phantom 360 game. Để dành luôn mà không mua. Để trên game thôi. Rồi, coi thử đua huyết mình đua tới đâu rồi nha. À, mình đua đến 31 rồi các bạn. Lớp 41 rồi các bạn. 41.3. Mình còn bao nhiêu lớp nữa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lớp. Đó, gì. Trật trật rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 láp nữa mà trong vòng 5 ngày. Chắc kịp rồi các bạn. 9 láp. Ở đây mình đã recan xong op của con Vicky Dragon rồi. Đấy. Thế là sau 2 tháng trời recan thì cuối cùng mình đã đạt được 2.000 off Vicky Dragon để nâng 5 sao. Bây giờ là mình tiếp tục công cuộc recan deck Ash Dragon 5 sao. Nhưng mà trước khi recan con đó thì mình đi recan con này đã. Con Sentinel cờ đã. Con này hôm bữa nhận phần quà đấu trường đó các bạn, là các bạn nhận được 220 óp. 220 óp tức là con này mình đang có rồi thì 120 óp dùng để nâng 1 sao. Thì mình còn 100 óp. Mình cần thêm 100 óp nữa để nâng 2 sao. Vậy thì mình recon con này để mình nâng 2 sao luôn nha. Recon nhé, mình recon con này để nâng 2 sao luôn. 35 B6 B7 B8 B9 40. Mình sắp hết phút rồi. Còn có 7-8 triệu à. Chứ không nào rảnh phải đi hack thêm mới được. Hack thêm để có phút mà recan chứ. Recon cho lâu nhiều, cần tốn nhiều phút lắm các bạn.
À, ở đây đang có đổi. Có đổi đúng không? Mình cần ốp của con hai bu ti đổi ốp với các bạn kia, đổi cho mình hai bu ti. Bạn ấy lấy ốp của con nào ha? Đợi chút mình ra mình coi tên rồi mình đổi sau. Mình quên mất là bạn ấy đổi ốp con gì rồi. Từ từ á. Recon thôi, recon. Đấy các bạn nâng lên level 40 thì các bạn recon được 100 op nha. Đấy. Recon. Yes. Phải đợi 2 ngày 16 giờ nữa các bạn. Thu được rồi con Bucket. À, lên được một game. Rồi. Giờ mình up con này nữa nha. Con Zodiac Pixel. Con này có hệ quơ, hệ nước, hệ quơ và hệ điện. Thì mình up, mình cho nó vô vào môi trường chiến binh nha các bạn. Vì môi trường chiến binh là môi trường nhiều vàng nhất trong ba môi trường này. Chụp lại bức ảnh nào. Rồi. Đây, nhà chiến binh ở bên này. Đây. Ồ, lên một bông. Ghê đấy. À, để tự nghiên cứu tên cái này nhé. Cái này mấy con Zodiac là thuộc về cung hoàng đạo nha các bạn. Cung hoàng đạo nha. Này là con sông ngư chắc rồi. Cung cung gì? Con sông ngư chắc rồi. 7. Đây là cung sông ngư. Sông ngư. Rồi. Mình cho nó lên level 15 như con luôn nha các bạn. Nhờ mình tính kỳ hệ khác hệ của nó nè. Cái crit chứ. Crit nè, hệ nước thì crit được hệ chiến binh với hệ lửa. Hệ chiến binh thì crit được hệ lửa với hệ đất. Hệ điện thì crit được hệ nước với hệ kim loại. Là con này ba hệ crit được 5 hệ. Không có gì ghê gớm nhỉ. Ba hệ mà crit được 6 hệ mới ngon. Level 15, máu 8.275 là mạnh, là dùng được. Nhưng mà năng năng sao thì không mạnh bằng những con Legend. Những con Ibis thì năng sao không mạnh bằng những con Legend nha các bạn. À, con này chỉ để cho vui thôi, cho cá sưu tập thôi. Rồi. Để coi. Không biết con Vicky của mình sắp xong chưa ta? Rồi còn 3 ngày nữa nó mới lên được 3 sao. Rồi để mình vào mình luyện skill nó thử mạnh không? Nếu mà cho nó đi luyện skill thì nó ra sao? Vô đi add. Đây, hiện tại mình đang có trong kho của mình còn 2 con nữa là mình đã có 7 cung hoàng đạo. World First cộng. Ngon đấy. Skill World First cộng là hơi mạnh đấy các bạn. World First là yếu hơn World First cộng. Cái chiêu mà có gai thì chỉ là tầm trung thôi. Còn cái chiêu có gai cộng là mạnh nha các bạn. Có nghĩa là con này có ba chiêu tầm trung và một chiêu mạnh. Rồi.
cho nó đi làm chỗ trong này thì chắc nó không có cửa rồi. Quét quét cũng chưa hồi luôn, lưng quét chưa hồi luôn, cho nó đi đánh với bạn bè là hợp lý nhất thôi. À, vào đây lựa ai yếu yếu đánh nha. Zodiac Brigitte gì đó, con này là cung song ngư. Lo tới mùa quýt quá các bạn ơi. Rồi lo xong rồi đây, tìm ai đánh đây, có ai ăn hiếp mình không, bạn nào cấp thấp thấp mà ăn hiếp mình không. Minh Đoan cấp 91 à. Phan Trường cấp 69, cậu vàng cấp 77, trang gì Tráng An Nhà cấp 58, Mạnh Hùng cấp 93, gì Julie Julie Hải cấp 62, Tấn Thành cấp 61, Tú Anh Quang cấp 55. Ồ, có mấy bạn yếu à. Kim Tùng, Nguyễn Kim Tùng, Nguyễn Quang Minh Sang, Vinh Nguyễn 17, Phạm Hoàng, Huỳnh Danh cấp 46 mà cũng mang hiếu được mình luôn. Kirito đi cấp 29 á, có gì đã sai sai ở đây rồi. Rồi cho con đầu tiên, cho con này đi, tiếp theo cho chú này sao yểm trợ. Rồi giờ tìm con Zodiac. Zodi đây, cung song ngư. Chiến nào chú level 29 mà cũng căng được mình gà đây. Các bạn có tin đây là level 29 không? Origin 1 sao. Loyalty đây mấy sao đây? Loyalty 1 sao. Asekin, cái này khẳng định là clone của đại ca nào rồi. Không thể tin được. Này thì anh hiếp này. Giờ quýnh sao giảm máu. Giảm máu bằng niềm. Cha nó chơi cái gì đây, 975 mà cái 3.000 à. Chút lửa bạn đã yếu đánh, giờ phải báo thù rồi. Này thì quýnh lại ăn hiếp á, ăn hiếp này là dễ ha. Rồi không ngờ là mình bị ăn hiếp bởi một bạn level 29. Level 29 có Origin 1 sao vàng. Ghê đấy. Giờ mình sẽ lựa một bạn level yếu 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 đánh nha, để cho con kia phát huy được sức mạnh nha. Đây level 17 đầu tiên luôn. Cái bạn này là mình, cái này là clone của mình đấy. Cái bạn gì nick phụ của mình đấy, mình lập để mình đi đánh là liền sao, liền sao cho nó dễ vô luôn. Khi mà mình đem trận hình đi đánh một con thì các bạn quen nhà mình đánh cũng gặp con này thôi. À, Sousma 6.500 máu, Ganmao 7.100. Rồi cùng tôi chậm nào, chiếu điện nè. À, nó làm như nó là cái phôi vậy các bạn. Nhận bè lên,
Rồi bây giờ mình phải vào mình cài lại đội hình mạnh nhất của mình để ra mấy bạn nó khỏi hiếp nha. Nhờ đem đội hình mạnh nhất của mình đi đánh thì sau sau này các bạn ấy á, vào đánh nick mình á, thì sẽ gặp đội hình mạnh nhất. Nhưng mà mình đem đi đánh thì level 70. Còn khi các bạn qua nhà mình đánh á, thì các bạn chỉ thấy level 40 thôi. Còn đánh Liên Nguyệt cũng vậy, mình đem đi đánh là 70 nhưng mà các bạn đánh mình á, thì chỉ có 40 thôi. Để cho nó dạng như là gọi là phù hợp với lực đánh á. Chú đầu tiên là đem ra con ra đi trước đó ta, lấy con bốn hệ, con này bốn hệ, con đây lấy con bốn hệ ra đứng trước. Con hệ điện thì sợ hệ ánh sáng với hệ đất. Đấy, nó trước. Rồi tiếp theo là Dragon. Tiếp theo là Tonian. Vì nó có hệ Primer với hệ Bu. Với hệ Legend nữa. Vô. Ghê chưa? Hồi nãy nãy mình đánh nhau mình quên mất tiêu rồi. Toàn 5 6 ăn. Cờ đấy. Lôi gia ti 5 sao này thì lôi gia ti này, con fair quýt này là cấp 10 nha các bạn, nó mạnh hơn con Dragon nữa. Nếu mà nó level 70 nó mạnh hơn Dragon nữa. Đi Ben này, con này cũng cấp 10 luôn, thằng này ghê đấy. Minh Đoàn mình khuyên các bạn không nên tra những cái con VIP cấp 10 lên 5 sao nha các bạn, như thế nó mất cân bằng game lắm. Mình tra những con like được, có nghĩa là những con rồng legend cấp 9 lên thôi, đừng có tra cấp 10 lên, nó gọi là mất cân bằng. Giống như là những người khác nhìn vào thì họ nói sẽ là không có cách nào mà lên được. Mình mặc dù trong star mình cũng có một đống trứng này mà mình đâu có lên đâu. Đây này các bạn, Dragon của mình này, mình cho các bạn xem. Đầu tiên trứng kia là trứng Aisling, nhìn chim thấy là lạ. Ủa, mấy tụi nó đâu hết rồi? Đây, fair quýt này các bạn, 43 trứng cộng với 7 con fair quýt nữa. Con này muốn thì mình có thể lên 5 sao, nhưng mà lên như thế thì gọi là nó không có phù hợp. Nó không có phù hợp nên mình không có lên. Con pháo hoa này nữa, pháo hoa sao mình có ba quẻ hả ta? À, con pháo hoa này lần đó mình không có hack. Lần đó mình bận mình không có hack trứng pháo hoa, mình không có hack được nhiều. Đây nè, con lợn này, pin hết nè. Mình hết mình có 26 quẻ là đủ nâng 5 sao vàng rồi, nhưng mà mình không có lên. Tính ra mình tới giờ mình vẫn còn chibi chum, mình chưa up ra luôn. Up ra để dành quay video cho các bạn mà rút cuộc rồi. Giờ nó vẫn còn tồn kha. Bây giờ cái trứng này tồn kha mình cho đi hết luôn vậy đó. Để mà coi con này mình chưa có. Hang Zodiac để từ từ sau đi. Zodiac thì nó cũ quá rồi. Hồi nãy mình thấy cái trứng Aisling là mình chưa có nè. Aisling đâu? Đây.
Để coi thử mình up cho đủ luôn, đủ 4 quẻ luôn. Link hai con này là hai con ảo nè, con score này. Sao kéo video ra không? Con score này là ảo nè, con sờ trong này là ảo nè, thực chất nó không có trong kho của mình. Đây con su rf up nè, hình như nó lọt cái trong trong kho mình cũng khó nữa. Đây big header, đây big header với frailer đây. Giờ mình sẽ up up con big header với frailer sao ta. Mình cảm giác nó lắc lắc rồi các bạn. Đây, Forilla đây. Áp hết luôn cho rồi, tồn kho nhiều quá. Rồi. Thôi mình xin dừng video đây nha. Tạm biệt các bạn. Từ từ á, mua cái trứng luôn. Bây giờ mình sẽ mua cái con kia luôn. Đây, mua Phantom luôn. Rồi, cha vô Star Cool. Không cha ra ngoài đây được đâu. Star nha. Để bảo là Star đấy các bạn, là cái trong nhà ấp của các bạn phải đầy. Thì các bạn mua vậy là tự chuyển vào cái kho cho bạn. Khi nào muốn ấp thì mình ấp. Như thế thì mình mua cái con sơ kia luôn. Con sơ kia bán giá rẻ mà. Offer. Đây các bạn, con sơ này luôn. 180 game. Mua luôn cho rồi. Xong hồi đánh ra suy nghĩ là mình quyết định mua luôn. Nên chuyển qua Star luôn. Rồi, bye các bạn nha. Tập sau mình sẽ review con Phantom Dragon cho các bạn xem. Còn máy này mình up ra mình nó sẽ sơn lược vậy rồi.